Nếu như mọi năm, vào thời điểm trung thu này, gia đình anh Hoàng Ngọc Thụ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của những chiếc đèn lồng và rộn ràng tiếng cười con trẻ. Thì năm nay, do giãn cách xã hội, hai con của anh vẫn đang ở quê với ông bà và chưa có điều kiện về nhà. Dù vậy, anh chị vẫn bàn với ông bà ở quê về kế hoạch tổ chức đón trung thu đoàn viên theo một cách rất đặc biệt. Trung thu năm nay thì cũng sự thiếu vắng, đó là cái tiếng cười của con trẻ. Nhà mình thì cũng bằng cách hình thức, tức là cũng góp một phần nhỏ bé cho xã hội, đó là cũng thực hiện đúng giãn cách và cũng muốn cho các con có một cái Tết Trung Thu một năm có một lần có ý nghĩa nhất, thì nhà mình cũng có tổ chức Trung Thu, tổ chức phá cỗ Trung Thu online cho các cháu, để cũng là động viên các cháu là thiếu thốn đi những cái tình cảm của bố mẹ trong những cái lúc thời gian giãn cách xã hội này. Các cháu là rất là nhớ bố mẹ nhưng mà không về được, chưa về được. Vì là bà cũng thấy được là các cháu cần cái sự quan tâm của gia đình, những cái tình cảm ấm áp của gia đình. Thì bà có sáng nay có đi chợ, mua sắm các thứ về để cho các cháu phá cỗ vui Trung Thu. Qua đây cũng là để cho các cháu thấy được sự quan tâm của gia đình đối với các cháu. Và các cháu luôn nhận được tình cảm ấm áp của mọi người. Và đặc biệt là để lại những kỷ niệm thật đẹp trong tuổi thơ của các cháu. Dù không được ở bên bố mẹ, nhưng mâm cỗ Trung Thu của những thành viên nhí vẫn được chuẩn bị tươm tất, chu đáo. Vẫn mâm ngũ quả, vẫn chiếc đèn lồng, vẫn bánh nướng, bánh dẻo đặc trưng. Ngày đoàn viên, gia đình gặp nhau qua màn hình trực tuyến, cùng trò chuyện, thăm hỏi nhau, cùng rước đèn, phá cỗ. Dù ở xa, nhưng các bạn nhỏ đều cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình và trân quý lễ Trung Thu được tổ chức theo phương thức đặc biệt. Con cảm thấy có một niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nỗi buồn là xa bố mẹ. Con rất là muốn dịch qua đi thật là nhanh để con với em lên đoàn tụ với bố mẹ. Trung thu năm nay không còn cảnh phố xá tấp nập hay con trẻ tíu tít rước đèn phá cỗ trông trăng. Do dịch COVID-19 khiến mọi người phải đón Tết đoàn viên theo những cách đặc biệt. Dù được quây quần bên gia đình hay phải tạm xa cách do giãn cách xã hội, bất cứ ai cũng mong muốn tận hưởng không khí ấm áp, an vui để mùa Trung Thu thêm trọn vẹn.